Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của Đài VOA. Dù gần đây có cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn nằm ở mức cao. Nhưng đồng thời, các chuyên gia nói việc thiếu nguồn nhân lực thạo về máy tính sẽ dẫn đến kết quả là hàng triệu việc làm trong lĩnh vực công nghệ có thể sẽ không tuyển được lao động. Hiệu trưởng một trường đại học cấp hàng ngàn bằng kỹ thuật mỗi năm cho biết, các trường đang vất vả đào tạo để theo kịp những kỹ năng mới cần cho những ngành kỹ thuật mà vài năm trước đây còn chưa xuất hiện. Mời quý vị theo dõi qua video sau đây. Trường cao đẳng cộng đồng Bắc Virginia gần thủ đô Washington có nhiều chi nhánh với 75.000 sinh viên. Trường đào tạo những ngành lấy bằng 2 năm. Nhiều sinh viên trong đó có ông Mark McCarthy, hy vọng có thể áp dụng những kỹ năng máy tính mới để hưởng mức lương cao hơn. May cho chúng tôi là trong ngành này có rất nhiều vị trí tuyển dụng. Ông McCarthy đã đi học lại tại trường cao đẳng này sau mấy chục năm làm việc trong ngành khách sạn và nhà hàng là ngành mà ông nói không có nhiều cơ hội trong tương lai các chuyên gia cho biết trong những năm gần đây nhiều việc làm trong lĩnh vực sản xuất hành chính và quản lý bậc trung ở mỹ đã bị loại bỏ vì chính sách tự động hóa và cạnh tranh của nước ngoài bà sharon poster giáo sư ngành kinh tế học lao động tại đại học cornell nói rằng những ngành kể trên trước đây có mức lương an toàn nhưng thị trường làm việc giờ đã thay đổi tăng trưởng việc làm gần đây đi theo hướng hoặc kỹ năng thấp thu nhập thấp hoặc kỹ năng cao hơn, thu nhập cao. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy tầng lớp trung lưu bị khuyết đi, những việc làm trong các nhà máy sản xuất và văn phòng bị mất đi. Các nhà giáo khuyên học sinh rằng phát triển kỹ năng toán học, khoa học và kỹ năng máy tính là quan trọng hơn bao giờ hết, bởi vì quá trình biến đổi công nghệ đang tăng tốc và nhu cầu những kỹ năng chuyên ngành đang phát triển. Giới quản trị các trường học cũng đang cố gắng xác định xem những kỹ năng cần cho những ngành mới nổi là gì để tìm hướng giảng dạy. Hiệu trưởng trường cao đẳng cộng đồng Virginia, ông Robert Templin nói rằng rất khó để các trường xác định trúng mục tiêu di chuyển này. Chỉ mới 5 năm trở lại đây đã xuất hiện những nghề mới trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin y tế, an ninh mạng, hệ thống địa lý không gian. Đây là những ngành mà một thập kỷ trước chưa có. Vì vậy, cố gắng chuẩn bị sinh viên cho một công việc vẫn chưa xuất hiện khá khó khăn. Nhưng ông Templin cho biết chuẩn bị là điều đáng làm vì sinh viên khi ra trường có nhiều hy vọng tìm được việc làm tốt sinh viên mới tốt nghiệp ngành khoa học máy tính có thể có mức lương 60.000 đô la một năm. Tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên mới tốt nghiệp ở Mỹ thuộc loại thấp. Nhưng một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, 4 trong số 10 sinh viên ra trường gần đây nói rằng họ đang làm những việc dưới năng lực của mình, như bán lẻ, những việc không cần tới tấm bằng mà họ có. Họ thất vọng vì những công việc như thế này không mang lại mức lương mà họ đã hy vọng sẽ kiếm được.